Xin chào tất cả các bác yêu mến bonsai nghệ thuật và đặc biệt xin kính chào tất cả các bác yêu tùng. Hôm nay nhà vườn bên em xin được lên sóng một tác phẩm tùng La Hán Giáng Long, hay còn gọi là Vạn Niên Tùng các bác nhé. Cây Vạn Niên Tùng thì biểu tượng cho sự trường thọ các bác nhé. Cây Vạn Niên Tùng là một dòng cây rất là chậm lớn và tuổi thọ, tuổi đời rất là cao, cây rất bền cây. Đấy, sức sống thì rất là mãnh liệt luôn. Hôm nay em sẽ xin giao lưu với tất cả các bác trên toàn quốc một em long La Hán. Đây em quay tổng thể cho các bác xem. Cây có chiều cao là 1m6 các bác nhé, 1m6 và vành gốc là 35. Cây đã được hoàn thiện, tay bông đầy đủ và cây không vê bổ các bác nhé. Cây cắt giật, uốn nắn, chỉnh chu, không vê bổ, không vết sẹo nào các bác nhé. Cây đảm bảo an toàn cho các bác. Đấy, cây không một vết vê bổ nào, không một vết sẹo nũa nào các bác nha. Các bác hợp nhãn thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình các bác nha.